báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Chương 5: chuyên tâm. Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục học chương thứ 5 của sách Nữ Giới là chuyên tâm. Do tư ngôn chi, phù bất khả bất cầu kỳ tâm, nhiên sở cầu giả, diệt phi vị giang mỹ cậu thân giả, cố mạc nhược chuyên tâm chánh sắc, lễ nghĩa cư khiết, nhĩ vô đồ thính, mục vô tà thị, xuất vô trị dung, nhập vô phế sức, vô tự hội quần bối, vô kháng thị môn hộ, tác vị chuyên tâm chánh sắc hỷ. Tạm dịch là: thế nên mới nói, phụ nữ không thể không được lòng chồng, nhưng muốn được sự yêu thương và tôn trọng chân thật phát ra từ trong tâm chồng thì tuyệt đối không dùng lời xảo nịnh, đường mật bùi tai mà có được, mà phải chuyên tâm, chánh sắc, giữ gìn lễ nghĩa, cử chỉ đoan trang, thành khiết, tai không nghe những điều không nên nghe, mắt không nhìn những thứ không nên nhìn. Đây gọi là chuyên tâm. Ra ngoài không điểm trang diêm dúa, ở nhà không được đầu bù tóc rối, cáu bẳn, không tụ họp bạn bè nô đùa cười giỡn, không đứng trước cửa nhìn đông ngó tây. Đây chính là chuyên tâm, chánh sắc. Đoạn này nói làm thế nào để có thể giữ được tâm ý của chồng? Chủ yếu là từ việc đoan chánh phẩm hạnh, bắt đầu từ việc giữ gìn tiết tháo. Từ xưa đến nay, đây được xem là một vấn đề lớn, nên Ban Chiêu đã không tiếc giấy mực mà viết về phần này. Để có được lòng chồng thì không phải dùng cách nịnh nọt chồng để có được tình yêu thương. Việc này không phải là chuyên tâm, chánh sắc. Chuyên tâm, chánh sắc là gì? Phải đoan chánh tâm niệm của chính mình, dùng lễ mà đối xử, tuân thủ đạo nghĩa, không được khinh thường mà làm trái. Phi lễ không nghe, phi lễ không nhìn, chính là chuyên tâm thực sự. Khi đi ra ngoài, không được trang điểm diêm dúa, khêu gợi. Khi về nhà, cũng không được chỉ vì có một mình ta ở trong phòng mà không chú ý đến hành nghi của bản thân. Khi đi ra ngoài, cũng không được tùy tiện cùng với các bạn nữ tụ tập cười đùa ồn náo. Cũng không được tùy tiện ở trong nhà mà nhìn trộm ra ngoài phòng. Như vậy mới thật gọi là chánh sắc. Chúng ta nghĩ xem, trong cuộc sống hiện nay, làm được những điều này thật khó. Làm thế nào mới có thể đoan chánh tâm niệm của chính mình, khiến cho bản thân quay về với đạo? Chúng ta hãy cùng nhau học tập một chút. Điều mà phụ nữ mong cầu là gì? Nếu như tùy tiện dùng dung nhan hoặc lời nói ủy mị của chúng ta để lấy lòng chồng, thì cho dù dung nhan có yêu kiều đến đâu, lời nói có mật ngọt thế nào, mà dùng những thứ ở bên ngoài này để lấy lòng chồng của mình, cho dù nhất thời có được tình yêu của chồng đi chăng nữa, thì cái tâm niệm mong được lòng của chồng đó đã không còn là chánh niệm rồi, cũng không phải là sự chuyên tâm chân chánh. Tương lai sẽ không thể có kết quả tốt được. Tà tâm, tà niệm của bản thân sẽ dẫn khởi tà tâm, tà niệm của chồng. Sau cùng, chồng của mình có thể sẽ làm ra một số hành vi buông thả. Việc này nên trách ai đây? Nói một cách khác, phụ nữ không nên dùng nhan sắc mà mua chuộc lòng chồng, mà hãy nên dùng đức để đối đãi với chồng. Hiểu được điều này rồi thì sẽ khiến tâm của mình trụ nơi chánh niệm. Vậy thế nào mới có thể làm được chuyên tâm, chánh sắc? Cần phải lễ nghĩa cư khiết, chính là dùng lễ mặc.